Xin chào, Smile đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Hoàng Hà Channel cùng một bài đánh giá chi tiết mẫu điện thoại giá rẻ đến từ nhà Samsung. Và đó chính là Samsung Galaxy A23. Vậy thì Samsung đã đem đến cho Galaxy A23 những gì, những tính năng nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video nhé. Ngay sau đây là intro. Trước tiên đi với phần thiết kế thì với mức giá dưới 5 triệu đồng, các bạn sẽ không thể đòi hỏi gì hơn một ngoại hình làm hoàn toàn từ nhựa như thế này. Tuy nhiên thì Samsung Galaxy A23 có một chất liệu nhựa khá là chắc chắn, khá đầm tay và cũng như là không ọp ẹp. Các bạn nghe này. Nhưng mà mình phải cân nhắc với các bạn một điều, đó là với chất liệu lựa bóng như thế này thì máy sẽ khá là bám môi dấu vân tay. Nên là bạn nào muốn sử dụng thì hãy mua thêm ốp nhé. Với phần thân máy dài này thì ngoài cảm giác cầm nắm ra thì Samsung cũng khá hào phóng khi cho chúng ta khá nhiều thứ được bố trí xung quanh máy. Và ngay sau đây mình sẽ nói cho các bạn biết. Ở phía cạnh trái của máy thì là khe SIM được đặt nhỏ nhắn xinh xắn tại góc trên cùng. Chúng ta có đầy đủ 2 SIM, một thẻ nhớ hỗ trợ lên đến 1TB. Sau phần bên cạnh phải là bộ phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn tích hợp cảm biến vân tay một chạm. Sau một khoảng thời gian trải nghiệm thì mình thấy vân tay nhận rất là nhanh, chỉ cần đưa tay nhẹ vào là đã mở khóa màn hình rồi. Phía dưới là một layout khá là cơ bản với mic, cổng USB-C. Ngoài ra có thêm jack 3.5 cùng cụm loa đơn nữa. Trong năm nay thì ngoài A13 ra, tất cả các mẫu điện thoại như A23, A33, A53 và A73 đều có một thiết kế cụm camera liền mạch và thống nhất lồi lên ở trên đằng sau máy. Với mình thì đây là một kiểu thiết kế khá là quen thuộc của Samsung, tuy nhiên cũng tạo được sự thú vị nhất định. Sang đến phần màn hình thì so với người tiền nhiệm là A22 sử dụng tấm màn Super AMOLED nhưng mà độ phân giải chỉ có HD Plus mà thôi, thì sang đến A23 chúng ta lại có tấm màn TFT 6.6 inch Full HD Plus. Với mình thì đây là một sự đánh đổi rõ rệt khi mà với Super AMOLED chúng ta được có độ sâu của màu đen được thể hiện rõ hơn cũng như là màu sắc được thể hiện cao hơn. Còn đến với TFT này thì chúng ta lại còn được hỗ trợ tần số quét lên đến 90Hz, hỗ trợ giải trí cực kỳ tốt luôn. Khi xem phim hay chơi game trên máy, so với phần góc nhìn có hơi hẹp của màn TFT thì mình lại thấy khá ấn tượng với độ chi tiết sắc nét, màu sắc gần với mắt nhìn thực tế của mình hơn. Thiết kế Infinity V dạng giọt nước với camera selfie là 8MP. Đánh giá chất lượng ảnh chụp trên máy này thì mình cảm thấy là khá là tốt. Nước da được đẩy trắng lên nhưng không quá là cháy. Độ chi tiết thì vừa phải, không bị cà bệt. Với một người nhiều khuyết điểm trên mặt như là mình thì vẫn có thể thấy được một số nốt sạm khá là tự nhiên, mà khi mà mình đăng lên vẫn không bị gọi là đã qua 7749 bước chỉnh sửa. Về phần camera chính của máy thì mặc dù là chất lượng ảnh cũng như là chất lượng ống kính không phải tốt nhất trong tầm giá, nhưng mà A23 lại khá tốt khi mà cho chúng ta rất nhiều lựa chọn cũng như tính năng khi quay và chụp. Với camera chính là 50MP, camera góc siêu rộng 50MP, camera macro 20MP và cảm biến chiều sâu 20MP, thì đánh giá ảnh chụp mình cảm thấy là khá là ổn định. Và mình sẽ để một số ảnh chụp ở đây cho các bạn tiện đánh giá nhé. Mình sẽ chỉ đánh giá sơ qua về ảnh chụp từ máy. Nói chung thì phần chụp ảnh dòng A năm nay thì đã được cải thiện hơn rõ rệt rồi. Ở đây thì độ chi tiết của ảnh khá là ổn, độ nổi khối thì vừa phải. Riêng về độ bão hòa và tương phản thì chưa phải tốt nhất khi mà máy vẫn còn có chút ám xanh. Chụp ảnh là vậy. Thế thì phần quay video thì sao? Đánh giá cá nhân thì mình sẽ coi đó là đủ dùng khi mà máy chỉ có thể quay được HD Plus và Full HD Plus ở mức độ 30fps chứ không phải 60fps. Ở trong mức giá dưới 5 triệu thì Samsung Galaxy A23 vẫn có thể tự tin out trình những con máy khác với hiệu năng gồm Snapdragon 680, 4GB RAM và 128GB ROM. Mình đã có test hiệu năng qua các ứng dụng như là AnTuTu cũng như Geekbench 5. Điểm số mình sẽ hiện đây cho các bạn tham khảo. Mình có hơi khắt khe khi mà sử dụng bài test, đó chính là Genshin Impact cũng như là PUBG Mobile. Thì với Genshin Impact ở mức 60fps mình vẫn có thể chạy ở mức đồ họa trung bình trở xuống, chạy quanh bản đồ, sử dụng kỹ năng đều rất ổn định, hiển thị tốt. Mình khuyên các bạn thì không nên để mức cao trở lên vì máy sẽ giật tương đối nhiều và điều khiển có phần khựng, rất là không thoải mái. Nói chung về tựa game Genshin Impact này thì thời điểm nóng nhất chỉ là lúc tải và giải nén game, còn khi chơi thì sẽ ấm lên đôi chút và không ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình. Khi sang đến tựa game PUBG Mobile thì máy có thể chạy ổn định hơn, mặc dù chỉ có thể cài đặt mức đồ họa lên đến cân bằng và FPS trung bình. Máy lại không quá giật lag và giữ ổn định vừa phải. Vấn đề lớn nhất sẽ chỉ phụ thuộc vào tốc độ mạng của nhà bạn thôi. Phần thân máy sẽ ấm lên khá khá nhưng không đủ để làm mình khó chịu, nên có thể coi đây là một điểm cộng. Viên pin 5000mAh lại còn được đi kèm với chuẩn sạc nhanh 15W theo máy. Thì với mình đây là một thời lượng sử dụng khá là dài, mình khá là mệt mỏi với những triệu chứng như là đau lưng, mỏi gối, tay bì chân tay. Với lịch trình là sáng đi làm, chiều đi học và tối đi chơi với bạn bè người yêu thì máy vẫn có thể trụ được đến sáng hôm sau trước khi mình phải dùng đến sạc. Trên đây là đánh giá chi tiết từ trải nghiệm thực tế của mình đối với chiếc Samsung Galaxy A23. Vậy thì từ thiết kế trẻ trung năng động, hiệu năng ngon và ổn định và viên pin cực trâu, mình cảm thấy là máy sẽ khá là phù hợp đối với các bạn học sinh sinh viên không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn mà vẫn muốn sử dụng lâu dài.
hay là các bạn muốn mua cho phụ huynh, ông bà cũng là một lựa chọn hợp lý. Vậy còn ý kiến của các bạn về chiếc Samsung Galaxy A23 thì sao? Hãy để lại cho mình ở dưới phần comment nhé. Đừng quên like, subscribe cũng như là bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những chuyên mục mới nhất đến từ Hoàng Channel. Còn mình là Sơn Mai, see you soon.